có thể một vài bạn huấn luyện viên một vài bạn pt sẽ không thích vincent sau clip này đó là hello mọi người thực ra câu nói đó có vẻ là một uh, câu nói rất là vui hay là mang cái tính chất uh, mạng xã hội thôi tuy nhiên thì nó cũng đến từ một thực tế là rất là nhiều người tìm tới cái chuyện giảm cân nhưng sau đó thì thất bại và họ dần dần hình thành cái quan niệm là mình chỉ có ăn không khí hay chỉ có hít không khí thôi cũng mập thực ra nói một cách phân tích ra thì có thể là một vài anh chị em huấn luyện viên hay một vài bạn PT có thể là không thích cái video này nhưng mà ở kênh của Vinson thì mình luôn phải tìm cách là để à, tìm ra những cái hiểu nhất định hay là tìm ra những cái cách tiếp cận đúng đắn mình phải hỏi thật các bạn như thế này các bạn nghĩ chuyện giảm cân với chuyện làm giàu với chuyện này à, khỏi bệnh tật với chuyện là điều trị những uh, chứng bệnh uh, mãn tính với cái chuyện là bạn bị một khiếm khuyết cơ thể nào đó và bạn uh, có thể gọi là sinh hoạt bình thường theo bạn là cái chuyện giảm cân khó hay không Tại sao mình lại hỏi hỏi như vậy là tại vì giả sử đi bạn đúng là thuộc vào cái hệ gen hay là thuộc vào cái nhóm người là ăn rất là ít cũng rất là mập hay là rất dễ tích mỡ thì giống như là cái gen của bạn nó quy định như vậy thì bạn có chịu thua hay không? Bạn có đầu hàng hay không? Nếu mà bạn có cái gen là sinh ra là sức khỏe đã ốm yếu rồi bạn có tiếp tục sống khỏe mạnh hay không, hay tiếp tục tìm cái cách để sống khỏe mạnh hay không, hay bạn có xem những cái vận động viên para game, những cái người khuyết tật sinh ra kém may mắn thì họ có tìm cái cách để họ trở thành một phiên bản tốt hơn của họ hay không, hay là họ cứ mặc kệ như thế? hay là họ cứ để tình trạng của họ cứ càng ngày như thế và càng ngày càng tệ hơn với một cái lý do là à, do sinh ra tôi đã như vậy rồi tôi là người như thế rồi tôi hết thuốc chữa rồi. Còn nói về chuyện là cái gen béo phì thực ra đã có những nghiên cứu và đã có những cuốn sách của Jeanette Gel một cái người mà chuyên nghiên cứu về gen đã dẫn tới cái chuyện là theo thời gian theo cái sự thay đổi của lối sống không lành mạnh thì ở Mỹ ở thời điểm hiện tại đặc biệt là những cái nhóm người da trắng những nhóm nhóm người Tây Âu thì đang dường như phát triển ra những cái mã gen mà khiến cho họ là dễ bị thừa cân, dễ bị béo phì hơn và cái quá trình này cũng giống như là một cái quá trình tiến hóa nhưng mà cái quá trình mà chúng ta không mong muốn do lối sống do cái cách lựa chọn thức ăn hay do cái sự thừa mứa của thức ăn và một cái lối sống không lành mạnh ăn uống vô độ dẫn tới theo thời gian theo các thế hệ khác nhau thì dần dần sinh ra những cái mã gen như thế là tại vì thức ăn lối sống và kể cả là những cái thứ như là tập luyện gọi là lifestyle của bạn cũng sẽ ảnh hưởng tới cái bộ gen của bạn cái này chắc mình không phải nhắc lại nữa nhưng mà mình phải nói thêm như vậy để cho các bạn hiểu rõ là à, về mặt khoa học nó có nhưng nó không phải là cái thứ để bạn đổ tại. Nói về set point theory thì nó rất là phức tạp, mình có một bài blog như vậy rồi. Tuy nhiên thì để nói một cách đơn giản để cho các bạn hiểu rằng là mỗi người thì sẽ có cấu trúc hình thể khác nhau, trong đó tỷ lệ tế bào mỡ rất là khác nhau ở mỗi người, số lượng tế bào mỡ rất là khác nhau ở mỗi người. Chúng ta là có 30% trên cơ thể là mô mỡ và nếu các bạn nghe đây các bạn có thể cảm thấy là tại sao có một số người lại dễ dàng thừa cân hơn dễ dàng tích chữ mỡ hơn là tại vì chúng ta không giống nhau. Bên cạnh đó là cái chuyện chuyển hóa thức ăn thì có những cái người theo về mặt gen quy định sẽ có cái xu hướng là dễ dàng tích mỡ hơn do cái trao đổi chất bên trong mỗi người là khác nhau thì về mặt yếu tố gen là có như vậy nhưng mình cũng phải quay trở lại câu hỏi ban đầu là yếu tố gen như vậy thì bạn sẽ phải làm điều gì với điều đó và một khía cạnh thì mình cũng đã nhắc rất là nhiều lần rồi Đó là tế bào mỡ thì có thể mất đi qua quá trình bạn đi hút mỡ, đi hủy mỡ chẳng hạn Nhưng sau đó thì tế bào mỡ cũng sẽ quay trở lại Và đặc trưng của tế bào mỡ là nó có thể mở rộng kích thước rất rất là lớn, lớn hơn rất là nhiều Và nó còn tùy thuộc vào rất nhiều nhiều yếu tố Nhưng nó có một vấn đề rất là quan trọng mà khi mà các bạn à, tìm kiếm những chuyện giảm cân Và các bạn hay lấy lý do là mình thuộc cái nhóm là hít thở không cũng mập ấy thì bạn phải xem là cái cân nặng lúc nhỏ của các bạn như thế nào à, lúc nhỏ bạn có bị theo cái dạng là thừa cân trẻ em hay không hay thậm chí là béo phì trẻ em hay không điều này thì mình đã trình bày trong video mình nói về cái chuyện là tạng người rồi là tại vì bản thân con người nó có tính năng động tức là nó thay đổi qua thời gian thay đổi qua từng năm giống như chúng ta lúc nào cũng ở trong cái tình trạng là mất cân đi và tăng cân lên và cái mà giữ còn lại đó chính là cái cơ thể chúng ta cơ bắp cũng vậy lúc nào cũng đồng hóa lúc nào cũng dị hóa và cái chúng ta có được hàng ngày đó chính là cái khoảng trình lệch giữa hai quá trình này nó cứ diễn ra cùng lúc như thế và nó tạo ra cái khoảng chênh lệch nhất định cái khoảng net balance tức là cái khoảng cân bằng tịnh như thế thì chúng ta cũng giữ được cái khối lượng cơ bắp là do cái khối lượng như thế chứ không phải là nó một cái gọi là tĩnh tại một con số cố định cân nặng cũng thế lượng nước trong cơ thể cũng thế chúng ta thải ra chúng ta nạp vào và chúng ta giữ lại bao nhiêu thì nó mới hình thành nên cái trạng thái hiện tại nên cái tình trạng thể chất nó là một cái trạng thái hiện tại thôi và tình trạng cân nặng, tình trạng thừa cân cũng vậy và bạn phải xét rất rất là nhiều yếu tố khác nhau nếu bạn liệt kê ra đầy đủ những yếu tố đó thì đối với rất là nhiều người kể cả là những bạn học viên học viên ở đây là học viên PT của Vincent chứ không phải là khách hàng thông thường họ cũng bị hiểu lầm rằng họ là thuộc cái nhóm người dễ gọi là thừa cân dễ béo phì nhưng thực ra lược bỏ đi rất rất là nhiều những cái thứ gọi là thông tin mơ hồ ở bên ngoài mà tập trung vào ghi chép tập trung vào ghi nhớ tập trung vào các dữ liệu của một bản thân thì cái phần trăm của mặt gen nó cũng ở một mức phần trăm không lớn như bạn nghĩ cái này là cái mình phải nói là tại vì cái thói quen sinh hoạt cái lượng thức ăn bạn ăn vào cái thói quen ăn uống và kể cả là cái hoàn cảnh sống rồi rất rất là nhiều yếu tố trong một thời gian dài ấy, thì nó dẫn tới cái chuyện là nó có thể thay đổi cái trao đổi chất hay là ảnh hưởng đến trao đổi chất và ảnh hưởng tới mức độ là kể cả làm về mặt gen nữa còn cái chuyện mà bạn hít không khí cũng mập ấy bạn phải xem là bạn đã hít không khí trong vòng bao nhiêu lâu rồi thực ra thì Vincent có thể nói vui các bạn nếu mà bạn hít không khí cũng mập ấy thì bạn hãy ít hít không khí thôi nhịn hít không khí thôi tìm cách nhịn thở, đừng có hít không khí nhiều quá thực ra nó cũng có một phần ý nghĩa khi các bạn rèn luyện cái chuyện là hơi thở của mình hay là kiểm soát hơi thở của mình thì nó cũng có ý nghĩa cho phần là uh, cải thiện sức khỏe nhưng ở đây mình muốn nói với các bạn rằng nếu các bạn thực sự là đổ tội cho bộ gen các bạn phải xem là nó ảnh hưởng tới cái cơ thể của bạn như thế nào và trong bao nhiêu lâu là tại vì có rất là nhiều bạn ấy hỏi ra là uh, em là thuộc loại hít không khí mập nhưng các bạn đã trải qua một quá trình 5 năm, 10 năm ăn uống bừa bãi rồi. Các bạn đã thừa cân trong vòng 5 năm, 10 năm. Nên khi các bạn tìm kiếm các loại hình giảm cân nhanh, các bạn cứ muốn sửa chữa một cái vấn đề vốn nó đã xảy ra rất là lâu dài ở trong một thời gian 5 đến 10 năm các bạn bừa bãi các bạn ăn uống vô độ, các bạn có sinh hoạt không có tốt và lúc đó cơ thể của bạn có thể là còn trẻ nên nó gọi là không có cái sức ảnh hưởng xấu đến cơ thể của bạn quá lớn nhưng theo thời gian thì cái sức ảnh hưởng dần dần nó tích lũy và nó tạo ra cái hệ quả xấu hiện nay thì lúc đó khi mà bạn tìm cách để giảm cân, tìm cách để khỏe mạnh hơn, tìm cách để lấy lại hình thể thì thứ nhất là tiêu chuẩn của bạn là một cái tiêu chuẩn xa vời với thực tế của bạn này bạn bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội bạn lấy những cái tiêu chuẩn của những cái người thứ nhất là người ta có năng khiếu thể chất sinh ra để làm người mẫu người ta lựa chọn cái lối sống để có được hình thể tốt nhất để làm người mẫu người ta cũng có được cái tiền tài cái danh vọng cái lợi ích từ cái chuyện người ta duy trì cái chuyện đó và lựa chọn làm chuyện đó thì bạn lại so sánh bạn với ngay những người đó dẫn tới cái chuyện bạn lựa chọn những phương án giảm cân nhanh và khi bạn lựa chọn những phương án giảm cân nhanh tầm 3 tháng đi chẳng hạn bạn lại nghĩ rằng cái chuyện 3 tháng đó nó sẽ giải quyết được cái vấn đề mà bạn đã gặp phải trong vòng 5 năm, 10 năm tích lũy trong vòng 5 năm, 10 năm thì cái chuyện đó dẫn tới cái chuyện là bạn không làm được dẫn tới bạn hiểu sai rằng mình thuộc một cái nhóm người là rất là dễ gọi là thừa cân hay là rất là dễ tích mỡ và đặc biệt không thể không nói tới một phần hiểu lầm của kể cả những bạn huấn luyện viên có thể một vài bạn huấn luyện viên một vài bạn PT sẽ không thích Vincent sau clip này đó là khi mà thấy một người khách hàng như vậy thì một vài bạn huấn luyện viên một vài bạn PT vì những lợi ích cá nhân sẽ kết luận luôn cho người khách hàng đó là anh chị thuộc tạng người là rất là dễ thừa cân rất là dễ béo phì anh chị thuộc cái nhóm mà có thể nói là cần phải được điều trị đặc biệt thì những cái điều này nó sẽ dẫn tới là những cái bạn khách hàng ấy có thể là lúc đó bạn theo những cái người PT đó bạn có thể giảm cân được được ở trong một thời gian ngắn nhưng sau đó bạn sẽ gọi là dễ dàng gọi là bị cái giai đoạn là yo-yo effect tức là lấy lại những cái cân nặng đã mất và nhanh hơn thì người ta càng ngày người ta càng tin vào hơn càng tin vào cái chuyện là người ta thuộc cái nhóm là hít không khí cũng mập và cái câu chuyện giữa huấn luyện viên giữa khách hàng hay là cái câu chuyện giảm cân nói chung cái dịch vụ giảm cân nói chung bao giờ cũng có từ hai phía hay bao giờ cũng đến từ hai phía truyền thông về giảm cân sai thì cũng dẫn tới cái chuyện người khách hàng hiểu sai và người khách hàng hay là các bạn thông thường hiểu sai về giảm cân thì cũng dẫn tới cái chuyện là sẽ càng ngày càng sai thêm ở rất là nhiều khía cạnh đây là cái mối quan hệ hai phía và như mình đã nói ở đầu video thôi dù bạn thuộc cái nhóm bộ gen dễ dàng tích chữ mỡ hơn dễ dàng thừa cân hơn thì cái chuyện bạn bị thừa cân bạn bị béo phì nó vẫn là cái lựa chọn cá nhân của bạn mang tới chứ không phải là bất cứ ai gọi là nhét thức ăn vào miệng bạn hay bất cứ ai là gọi là uh, thổi không khí vào miệng bạn hay là khiến bạn thừa cân béo phì thực ra cái chuyện thừa cân béo phì nó vẫn là cái lựa chọn cá nhân chiếm chủ đạo mình phải nói thật như vậy còn những cái yếu tố khác kể cả những yếu tố từ bên ngoài những yếu tố từ trên trời những yếu tố xung quanh bạn nó chỉ là những cái cớ để bạn có thể là à, lấp liếm đi những cái lựa chọn sai lầm của bạn nên nếu các bạn muốn giảm cân nếu các bạn muốn duy trì được cái chuyện giảm cân hay là duy trì được cái hình thể đẹp thì các bạn cần phải hiểu rõ những cái khái niệm rất là căn bản như vậy và giải tỏa về mặt tâm lý chuyện mà thừa cân chuyện mà béo phì nó là một chuyện gọi là vốn nó không như bạn nghĩ này rồi cái chuyện mà bạn có một bộ gen là dễ thừa cân dễ tích chữ mỡ thì nó cũng khá là bình thường tại vì phần trăm mỡ ở trong cơ thể nó cũng chiếm con số rất là lớn kể cả là về mặt số lượng kể cả là về mặt kích thước rồi một cái chuyện nữa là bạn đừng đặt những cái tiêu chuẩn quá cao cho bản thân đừng chạy đua theo những tiêu chuẩn quá cao và phải xem cái tình trạng thể chất của mình là có phù hợp với cái chuyện là mình giảm cân nhanh hay không và đừng tìm kiếm những cái loại hình giảm cân nhanh tất cả những yếu tố trên khi bạn hiểu rõ thì dù bạn có thuộc một cái bộ gen béo phì đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ có được những cái lựa chọn tốt hơn để có được một hình thể khỏe mạnh hơn còn cái bộ gen béo phì thì nó có thể có nhưng cũng đồng thời nó không phải là cái thứ mà bạn có thể đổ tại vào đặc biệt khi bạn chưa đi thăm khám khi bạn chưa đi xét nghiệm adn để xem là thực ra bạn có bộ gen béo phì hay không